Chiều ngày 7 tháng 7, thí sinh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dự thi môn toán thời gian 90 phút, là môn cuối của ngày thi đầu tiên Trung học Phổ thông 2021 đợt 1. Từ 13:30, lực lượng an ninh công an tái thiết lập rào chắn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ Thảo Cầm Viên đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh buổi trưa khá nóng, với nền nhiệt từ 30 đến 31 độ C. Vì thế, các thí sinh đã chủ động đến sớm để tránh nắng nóng, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời có thời gian ôn bài lần nữa trước khi vào phòng thi. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, công tác đo nhiệt độ, kiểm tra giấy chứng nhận âm tính COVID-19, rửa tay sát khuẩn đối với thí sinh được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ sinh viên tình nguyện liên tục hướng dẫn việc giãn cách cho thí sinh. Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Trương Vương, thí sinh đã sớm ổn định từ 13:45. Ngoài ra, chiều nay, có hơn 10 thí sinh có dấu hiệu thân nhiệt cao hơn 37 độ C, có thể do nắng nóng. Các em đã được các thầy cô điểm thi, nhân viên y tế túc trực theo dõi, hỏi han, tạo tâm lý thoải mái, cho các em ngồi nghỉ trong phòng chăm sóc sức khỏe, uống nước mát. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 15 đến 30 phút, thân nhiệt của các thí sinh về lại bình thường và được cho phép lên phòng thi dự thi. Cô Lương Bích Nga, Phó trưởng điểm thi trường Trung học Phổ thông Trương Vương cho biết, vấn đề thân nhiệt được điểm thi chú trọng. Trong đó, nhà trường triển khai đo 2 lần cho thí sinh, gồm tại cổng chính và cầu thang bước lên phòng thi. Khi đo, sử dụng cùng lúc 2 đến 3 nhiệt kế để đảm bảo tính chính xác, an toàn nhất cho thí sinh. Đề thi môn toán chiều nay được nhiều thí sinh đánh giá dễ thở, lấy điểm cao. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, học sinh trung bình có thể làm được đến 35 câu. Đặc biệt, nhiều thí sinh chia sẻ và thể hiện quyết tâm, mong muốn bản thân có thể đậu vào các trường đào tạo y khoa hay báo chí để có thể cống hiến sức mình cho công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Em cảm thấy đề toán từ câu 1 tới câu 35 cũng tương đối là vừa sức, chắc khoảng có 7 mấy tới 8, chắc em nghĩ vậy. Dạ, em tính đăng ký vào trường y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đối với em thì trong cái khoảng thời gian qua, khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh mà những cái y bác sĩ đang chiến đấu ở trên chiến trường dịch Covid thì em cũng cảm thấy rất là cảm động. Và vốn dĩ thì em cũng rất là thích để có thể trở thành một bác sĩ, nên là những cái hình ảnh đó đối với em nó ngày càng kiểu là tạo cho em nhiều cái động lực hơn, nó càng có ý nghĩa đối với lại cái việc mà em sẽ cố gắng phấn đấu hơn. Và vào ngày mai thì thi môn hóa sinh thì em cũng sẽ cố gắng hết sức để em có thể góp một phần gọi là nho nhỏ vào cái công cuộc chống dịch của đất nước của mình. Đề toán năm nay là yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức từ chủ yếu là năm lớp 12. Em dự đoán là em sẽ được 8,5. Em đã có nguyện vọng là em thi ở trường y. Với số điểm đó là em nghĩ dạ em sẽ cố gắng. Theo em thì em thấy là cái đề năm nay là khá là ổn, là nó phù hợp với lại tụi em, tức là nó ở mức ngang, mức trung bình à. Là có thể là tại vì đa số tụi em là làm toàn làm được trên là 35 câu. Các bạn đều đảm bảo là trên 35 câu cả. Nên là em thấy là có lẽ là đề nó phân bố ổn và ổn định, nó không có bị khó mà nó cũng bị quá dễ. Có lẽ là em viết giỏi, khá ổn nên là em với lại em cũng thích ngành báo chí nên là em muốn thử. Em theo ngành báo chí rồi. Em thấy các anh chị là làm việc rất là cực lực nè, tại vì trong mùa dịch này là cực kỳ là căng thẳng này mà các anh chị vẫn có thể là lấy thông tin hay là lấy để đăng có mỗi ngày đều lên báo cho người dân biết ngày nọ, thì em nghĩ là mấy anh chị cũng cực kỳ làm việc rất là nhiều và cực kỳ căng thẳng luôn. Và em mong là mấy anh chị sẽ giữ gìn sức khỏe thật là tốt để có thể là sau này nữa có thể làm báo cũng như là giúp cho người dân biết được thêm nhiều thông tin nhiều hơn. Ngày mai thí sinh tiếp tục tham gia bài thi tổ hợp khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên buổi sáng và môn ngoại ngữ buổi chiều.